Như bao Rider khác trong series của Kamen Rider Kiss, Buffa cũng có những form khởi đầu của mình. Chúng được kích hoạt sức mạnh từ những chiếc Rare Buckle, những chiếc Buckle đơn giản không mang quá nhiều sức mạnh, thường chỉ là những vũ khí cơ bản mà Rider sở hữu. Nổi bật nhất của Buffa không phải là chiếc dồi phun nước lấy từ Walter, được Kiss tặng cho khi anh ta móc chiếc Zombie Buckle vào tay của Kiss. Cũng không phải là chiếc cánh trực thăng giúp Buffa bay lên, lao thẳng vào pháo đài bay khổng lồ và bị gục ngã trước sức mạnh của nó. Thứ sức mạnh đại diện cho Buffa từ những Rare Buckle lại chính là Drill, một chiếc Buckle do anh nở ra trong vòng chơi với tên trùm Yamato. Trong vòng chơi này, Buffa đã nhận được một quả trứng đến từ Game Master. Anh và Nago đã quá vội vàng trong việc ấp nở quả trứng, khiến cho sức mạnh của nó không phát huy hoàn toàn. Anh chỉ nở ra một chiếc Buckle cơ bản với sức mạnh từ một chiếc mũ khoan. Điều đặc biệt ở đây không phải chỉ là quá trình tạo ra nó, mà còn chính từ chiếc sức mạnh này. Vũ khí Zombie Breaker của anh trong trạng thái Zombie Buckle là một chiếc lưỡi cưa. Mũi khoan và lưỡi cưa là một cặp bài trùng hết sức ăn ý, nhưng chưa bao giờ chúng thật sự được sử dụng chung. Rare Buckle Drill tạo hình cho Buffa một tạo hình vô cùng đơn giản, với tông màu nâu đặc trưng và biểu tượng Drill trên phần ngực phải. Nó mang lại cho anh một chiếc mũi khoan cầm tay cỡ nhỏ, gây sát thương cũng như xuyên thủng kẻ thù. Đòn tấn công đặc sắc nhất của Buffa trong hình dạng này có lẽ đòn finish khi kết hợp cùng với Zombie ở phần thân dưới. Anh đã dùng hàng ngàn bàn tay Zombie đẩy bản thân lên cao, tận dụng toàn lực của mũi khoan để khoan thủng kẻ thù. Nhưng đáng tiếc kẻ thù của anh quá mạnh nên người bị thủng lại chính là anh.